Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng và lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên đã trao tặng thưởng nóng, quà của Ủy ban nhân dân tỉnh cho Công an huyện Tiên Lữ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh để sớm phá vụ án ma túy trên địa bàn. Khoảng 5 giờ ngày 16 tháng 8, tại quốc lộ 39A thuộc địa phận thôn Ba Hàng, xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ, Công an huyện Tiên Lữ phát hiện và bắt quả tang Phạm Văn Tuân, sinh năm 1980, trú tại xã Nhật Quang, huyện Phù Cừ, cùng tang vật gồm 1.408,17 gam ma túy loại heroin và 0,176 gam loại methamphetamine và một số vật chứng liên quan. Hiện lực lượng cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang điều tra mở rộng vụ án. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao thưởng cho hai tập thể là Công an huyện Tiên Lữ và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện, mỗi đơn vị 20 triệu đồng, thưởng 8 cá nhân, mỗi người 5 triệu đồng. Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lữ trao thưởng 45 triệu đồng. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng biểu dương tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy của lực lượng công an huyện. Cán bộ chiến sĩ công an huyện cần tiếp tục nâng cao tinh thần đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy, quản lý chặt chẽ để triệt phá những tụ điểm nguy cơ mất an ninh trật tự, nhất là tệ nạn ma túy. Đồng thời, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao tính nghiêm minh của pháp luật và răn đe tội phạm. Cấp ủy chính quyền địa phương cần tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa, phối hợp trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn.